À, xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bộ đầu xe 3 bánh này. Giảm xóc kép này. Tay lái ghi đông này. Đây là bộ dây dầu này. À, máy ơ này có đĩa phanh là 160 này. Đây là cái rằng lái này. À, tim ốc này là tim ốc xéo 4x10 này. Dùng cho những cái loại vành thường 4x10 thôi. Đây là 7 à 7x10 nhé. Từ đây lên 7, từ đây là 10 này. Loại này là loại máy ơ chữ A loại to này. Củ phanh to này. Đây là củ phanh to nhé, không phải củ phanh dành cho ATV đâu. À, các bạn mua có cả loại chéo 8x11 nữa. Cái này nó cũng có ghi đông lái bình thường này. Đây là bánh 125/90 65/12 này. Đây là ghi đông lái, cột lái này. Đây là tay phanh dầu có khóa này. Đấy. Bóp phanh này, kéo khóa này. Và bóp phanh này, nhả khóa này. Cái này là loại phanh dầu loại to này, củ to này. Đây cái này có đầy đủ phụ kiện hết này. Phần trên này là phần kẹp ghi đông này. Phần dưới này là có hai cái rằng lái này. Mắc vào đây, đây một bên, đây một bên. Cái phần này là phần hàn và khung này. Đấy, nó có cả ống xoay luôn đây này. Đây là cái phần hàn và khung này. Còn ghi đông này thì mình lắp theo ghi đông tiêu chuẩn, nó giống như các loại xe. Không có cả ghi đông vòng như thế này và ghi đông vòng cao nên như kiểu xe Harley cũng có này. Còn đây là cái ống này là ống giữ để nó giữ cái trụ trên này. Còn cái phần miếng sắt này để mà hàn một khung này. Đây, cái bộ này toàn bộ của nó như vậy thôi. Đấy, một bộ đầy đủ đấy các bạn ạ. Bộ đầu đầy đủ. Bên em có cả động cơ 150 phân khối 1 tiến 1 nùi, hộp số tự động đấy nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video mới ra.